Con kính bạch sư, cho con hỏi, khi đạt tới sơ thiền thì có thoát khỏi ba đường ác đạo vĩnh viễn không? Xin cảm ơn sư. Xin thưa là chỉ đạt đến sơ đạo thì mới vĩnh viễn thoát khỏi ba đường dữ. Còn đạt tới sơ thiền mình vẫn đi địa ngục như thường. Nhớ nha. Đê Qua Đát Tá, tức là Đề Bà Đạt Đa đó, là đã chứng đến tứ thiền bát định, có được thần thông đó, mà ông vẫn đi địa ngục như thường. Cho nên sơ thiền thì đâu là cái gì, vẫn đi địa ngục như thường nghe. Cho nên là chỉ có sơ đạo, sơ quả, tức là đạo quả tu đầu quần á, thì mới là tránh khỏi cái địa ngục, ngạ quỷ và bàn sanh. Và cái đó là vĩnh viễn đó. Rồi, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.